Cùng trải nghiệm 2 ngày đi MUN của mình tại trường quốc tế liên cấp Sentia nào. Lần này mình tham gia MUN của chuyên Hà Nội Amsterdam, nhưng buồn chút là sự kiện không thể tổ chức ở Hà Nội Amsterdam. Mình đại diện cho Brazil thuộc quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Chủ đề của mình là về đảm bảo sự an toàn của trẻ em trong ngành giải trí. Đi tham quan trường chút xíu rồi mình đi lên phòng nghỉ UNICEF đây. Không hiểu sao mình bị xếp chỗ ngồi ngay đối mặt các chair luôn, cũng hơi bị run đấy. Vì thích chủ đề này nên mình cũng có khá khá ý tưởng và những đề xuất trước hội đồng. Ngày một kết thúc khá nhanh vì chỉ có 2 session thôi. Thời tiết ngày thứ hai siêu đẹp, bọn mình tới trường sớm nên có thời gian đi loanh quanh tham quan thêm. Sau khi điểm danh xong là sẽ đi vào session thứ 3. Từ ngày hôm qua thì các blog đã bắt đầu viết draft resolution, nhưng tới giờ mình mới viết đoạn của mình vì hôm qua mình quá buồn ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình thử sức với vai trò một sponsor luôn. Nói thực thì mục đích của mình khi tới MUN là còn để ăn nữa đấy. Đây là UNICEF đang làm nghi thức hiến tế đại biểu Mỹ. Mình sẽ không nói là mình khá thích việc mặc vest và trượt cầu trượt đâu. Con mình kết thúc session cuối cùng khá sớm nên bắt đầu viết feedback cho nhau luôn. Sau đó là closing ceremony và bọn mình nhận được một cái certificate từ AMAN.